Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn là cái chủ đề là hoa cúc vàng thỏ nó sẽ phát triển như thế nào ở mùa hè. Như các bạn thấy là đây là mình gieo trồng test thử nghiệm các bạn này, và mình gieo cũng khá là lâu rồi. Thì hôm nay nó sẽ sinh trưởng và phát triển như thế này. Và đánh giá chung cái hoa vàng thỏ vào mùa hè thì nó phát triển nó chậm hơn so với các mùa khác, còn nó vẫn sinh sống và phát triển được. Đấy, các bạn có thể thấy là những cây của mình trồng ở đây, đấy, nó bắt đầu là chuẩn bị là đóng nụ rồi. Và lướt qua bên này thì các bạn có thể thấy là dòng vằn thỏ thì mình cũng trồng ở đây khá là nhiều. Thứ nhất là dòng vằn thỏ F1 vàng chanh. Đây là F1 vàng chanh. Thì cái bông lần đầu tiên là nó ra một bông, nó rất là lớn. Và ở đây là những cái nhánh nó đẻ ra, nó đẻ bông ra các bạn nhé. Ở đây thì mình trồng cũng khá là lâu rồi nên là nó hơi tàn. Đây là gió quất đổ này các bạn này. Đây là vằn thỏ hỗn hợp. Thì mình có trồng ở đây và nó lên đây đây, các bạn có thể thấy đây. Đấy, dòng hỗn hợp. Và nó vẫn sinh sống và phát triển được. Nói chung là vào mùa này thì nó phát triển nó chậm hơn so với mùa khác. Hiện tại là mình nó còn bứt ở cái bông hoa. Mình lấy những cái bông hoa nó khô như thế này để mình gieo thử xem nó có lên hay không. Đây, đây là dòng F1. Mình trồng ở đây là F1. Nhưng mà mình sẽ gieo thử xem nó có lên được hay không. Nếu mà nó lên được là gọi là F2. Đây là cái hạt giống của nó đây này. Mình không biết là nó có lên hay không thì mình cứ gieo thử nghiệm. Sau đó mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Còn mùa hè này thì mình vẫn trồng được dòng hoa văn thỏ các bạn nhé. Còn một số dòng khác thì không trồng được. Còn loại dòng nào trồng được thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn những cái kinh nghiệm. Ví dụ như là mùa này thì chúng ta có thể trồng được hoa móng tay này, rồi là hoa cánh bướm này, rồi là hoa cúc vằn thỏ này, rồi là hoa cúc là nhám, hoa cúc bảy màu, rồi là hoa màu gà. Hoa bông phấn thì mình trồng ở đó thì bắt đầu là thấy nó tàn rồi. Hoa hồng thì nó phát triển quanh năm. Đây là cái hoa hồng mình trồng ở đây nó phát triển này. Rồi là hoa hướng dương thì cũng trồng được. Rồi là hoa chuối cảnh. Đấy, một số hoa mình trồng thì nó còn tồn tại ở đây. Còn thích hợp nhất là hoa sen. Hoa sen thì mình trồng ở đây nó phát triển khá là tốt rồi các bạn này. Đấy, chia sẻ lại cho các bạn như vậy. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể là bình luận dưới video này, hoặc là các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh của mình để mình chia sẻ đến các bạn là những video hữu ích khác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.